Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nông sản Việt Nam vẫn tồn dư hóa chất cao, ớt và sầu riêng bị Nhật tiêu hủy. Ngày 3 tháng 12, AFA tiếng Việt loan tin Nhật Bản tiêu hủy hơn 5 tấn sầu riêng, ớt Việt Nam vì tồn dư hóa chất. Theo đó, hai lô sầu riêng, ớt đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản phát hiện tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, buộc phải tiêu hủy. AFA cho biết, truyền thông loan tin trong ngày 3 tháng 12 dẫn xác nhận của bà Lê Thị Kiều Anh, giám đốc công ty Japan Apple LLC có văn phòng tại Tokyo, Nhật Bản, cho rằng hai lô hàng trên thuộc công ty của bà. Với sự việc trên, doanh nghiệp của bà đã bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Hình ảnh bản tin trên AFA ngày 3 tháng 12. Cụ thể, phía Nhật Bản phát hiện lô hàng sầu riêng khoảng 1,4 tấn được nhập khẩu vào nước này từ ngày 5 tháng 10 với giá là 132.000 đồng một ký. Khi hàng đến Nhật Bản, cơ quan kiểm dịch nước này đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện tồn dư hoạt chất brosimidon với hàm lượng 0,03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép của Nhật Bản là 0,01 ppm. Đây là hoạt chất có trong thuốc trừ sâu có tác dụng diệt nấm mốc. Phía cơ quan kiểm dịch Nhật Bản cũng lấy mẫu xét nghiệm với lô hàng hơn 4 tấn ớt. Kết quả phát hiện hai hoạt chất tồn dư vượt ngưỡng cho phép, gồm triclosan 0,2 ppm và hexaconazole 0,03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép là 0,01 ppm. AFA dẫn lời bà Anh cho biết cả hai lô hàng đều bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản yêu cầu tiêu hủy. Riêng lô sầu riêng, doanh nghiệp thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Còn với lô hàng ớt, nếu không nhập khẩu bù thì khả năng cao sẽ còn bị phạt theo hợp đồng. Hình ảnh ớt Việt Nam khá được các nước Đông Á ưa chuộng. AFA cũng dẫn lời ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, cho rằng Nhật Bản là thị trường có tiêu chuẩn rất cao đối với các loại hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là trái cây. Khi đã thâm nhập được vào thị trường này thì xuất khẩu sẽ ổn định và lâu dài. Nhưng các doanh nghiệp phải đảm bảo được chất lượng sản phẩm, giá bán và sản lượng cung ứng. AFA dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan trong 10 tháng qua, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của nông lâm thủy sản Việt Nam, chiếm 7,4% tổng giá trị xuất khẩu. Trong đó, nhiều ngành hàng đạt giá trị cao như gỗ 1,39 tỷ USD, thủy sản 1,25 tỷ USD, cà phê 252,5 triệu USD, hạt điều 49,02 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với rau quả, giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản 10 tháng đạt 150,56 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sầu riêng là loại trái cây hút khách ở Nhật Bản trong 2 tháng cuối năm. Các doanh nghiệp đang nhập khẩu sầu riêng tươi từ Việt Nam với giá tại cảng lên tới 160.000 đồng một ký. Hình ảnh bản tin trên AFA ngày 29 tháng 6. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, AFA cho hay Hàn Quốc thu hồi sản phẩm ớt Việt Nam do dư lượng thuốc trừ sâu vượt chuẩn. Theo đó, Văn phòng Thông báo và Điểm hồi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho truyền thông hay tin trong ngày 29 tháng 6 nêu rõ lô hàng bị Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thu hồi là của công ty Long Thành sản xuất, có mức dư lượng triclosan, hoạt chất trừ nấm, trừ sâu trong các mẫu ớt đỏ khô dao động từ 0,02 đến 0,04 mg trên một ký, vượt ngưỡng cho phép của Hàn Quốc là 0,01 mg trên một ký. Mức dư lượng triclosan này cũng tương đồng với lô ớt vừa bị Nhật Bản tiêu hủy. Hồi tháng 4 năm 2023, AFA cho hay Bộ An toàn Thực phẩm Hàn Quốc còn ra thông báo ngừng bán ớt của Việt Nam khi lô hàng nhập khẩu ớt đỏ đông lạnh sấy khô của Việt Nam bị phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng tiêu chuẩn gấp 10 lần. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, nhóm hàng gia vị trong đó có ớt đỏ Việt Nam được thị trường này khá ưa chuộng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Nông sản Việt Nam vẫn tồn dư hóa chất cao, ớt và sầu riêng bị Nhật Bản tiêu hủy. Người Việt bị lừa sang Myanmar kêu cứu vì bị kẹt ở vùng chiến sự và hết lương thực. AFA tiếng Việt ngày 1 tháng 12 cho hay
166 người Việt kẹt giữa vùng chiến sự Myanmar kêu cứu vì hết lương thực. AFA dẫn tiếng kêu đồng thanh của nhóm người Việt đang bị kẹt ở vùng chiến sự tại biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc trong video mà thân nhân của một trong số họ gửi cho AFA. Chúng tôi là người Việt Nam, ở đây gần 40 ngày rồi, không có cơm ăn, không điện, không nước. Giờ chúng tôi lạnh quá, hết tiền ăn, lương thực giờ đã cạn kiệt. Xin Đại sứ quán Việt Nam cứu chúng tôi về Việt Nam càng sớm càng tốt. Cứu, cứu, cứu. AFA cho biết đây là 166 người bị lừa sang làm việc cho những công ty cờ bạc trực tuyến ở phía Bắc Myanmar, được quân đội của chính quyền quân sự giải cứu vào ngày 20 tháng 10 vừa qua và sau đó được bố trí sống tạm trong một trường học bị bỏ hoang. AFA dẫn lời một người phụ nữ ở Kiên Giang có con gái bị kẹt cùng nhóm người nói trên cho hay, con bà cùng nhiều người khác được quân đội Myanmar giải cứu trong một cuộc kiểm tra hành chính ở một công ty có tên Việt là Tập đoàn Liên Thắng, bài trên AFA. Người phụ nữ cho biết 166 người sống trong những phòng học chỉ được cấp điện từ 1 đến 2 tiếng trong buổi sáng, không có nước sinh hoạt. Quân đội phát đồ ăn ngày 2 bữa, tiêu chuẩn một bữa chỉ là một bát cơm và canh rau cho mỗi người. Thời tiết bên đó bây giờ đã lạnh rồi, mà nhiều người không có áo ấm để mặc. Bà thuật lại lời của người con. Bà cho biết con bà sang Myanmar vào giữa tháng 8. Theo lời dụ dỗ có công việc nhẹ nhàng với mức lương 21 triệu đồng một tháng. Bà chia sẻ, ký hợp đồng xong là công ty bắt con tôi sử dụng mạng xã hội Facebook để kêu gọi đầu tư, lừa đảo người Việt Nam. Nếu không đạt chỉ tiêu doanh thu mỗi ngày 200 đến 300 triệu thì công ty sai người đánh đập con em của mình hoặc là bỏ đói trong phòng, có khi là chích điện. Điều hành công ty là những người nói tiếng Trung Quốc và Myanmar, có thông dịch viên người Việt để truyền đạt mệnh lệnh cho nhân viên. Theo AFA, một số nạn nhân gọi điện về nhà cầu cứu sau khi bị lừa sang Myanmar. Thân nhân của họ đã đến Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Kiên Giang vào ngày 16 tháng 10 và 4 ngày sau lại lặn lội ra Hà Nội để gửi đơn cho Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao, nhưng cho đến nay chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan này. Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị công dân Việt Nam mắc kẹt ở Myanmar gửi hình chụp giấy tờ tùy thân cho Đại sứ quán. AFA dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Malaysia vào ngày 1 tháng 12 cho hay có 121 người chủ yếu là công dân Malaysia bị nghi là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến đã được sơ tán khỏi Myanmar sau khi họ bị mắc kẹt do giao tranh giữa quân đội và các nhóm nổi dậy ở phía bắc đất nước này. Hơn 700 công dân Trung Quốc cư trú bất hợp pháp cũng được hồi hương từ Myanmar hôm 28 tháng 11. Nâng tổng số công dân Trung Quốc được đưa về nước từ cuối tháng 10 đến nay là gần 10.000 người. 16 công dân Lào trong tình trạng tương tự đã được hồi hương hôm 13 tháng 11. AFA dẫn lời một người đàn ông ở Kiên Giang cũng có con gái đang bị mắc kẹt trong nhóm 166 người cho biết những người này bị tạm giam để phía Myanmar điều tra, nhưng không rõ là điều tra gì mà mấy tháng rồi họ không được đưa trở về Việt Nam. AFA dẫn lời một cán bộ trực tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khẳng định rằng đối với những trường hợp người dân bị đưa về tạm giữ tại doanh trại quân đội thì bên đại sứ quán đang có báo là đề nghị bên mình giữ bình tĩnh bởi vì công việc giải cứu và hỗ trợ những người mắc kẹt ở Myanmar hiện đang rất phức tạp và mất thời gian vì bên đó đang có nội chiến. AFA dẫn trang Facebook của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar ngày 26 tháng 11 đăng thông báo đề nghị các công dân Việt Nam đang ở thị trấn Lao Cai và cửa khẩu Myanmar giáp Trung Quốc nhanh chóng gửi hình chụp trang nhân thân hộ chiếu, gửi email cho cơ quan này trước ngày 27 tháng 11 để kịp làm thủ tục với các bên nước ngoài liên quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Người Việt bị lừa sang Myanmar kêu cứu vì bị kẹt ở vùng chiến sự và hết lương thực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d